Mình là Betty và chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Thì video ngày hôm nay là video về chủ đề học tập, cụ thể hơn là về việc học tiếng Anh. Có rất là nhiều cách để bạn có thể học tiếng Anh, như là đến các lớp học thêm, đến các lớp luyện thi hay thậm chí là tự tìm và giải tài liệu tại nhà. Nhưng giữa tỉ tỉ tất cả các cách học tiếng Anh đó, cách nào mới là cách thực sự hiệu quả dành cho bạn? Và có bao giờ bạn cảm thấy như bản thân quá là dễ nản chí hay là mất phương hướng trong việc học tiếng Anh, và cảm thấy như bản thân đã có lẽ đi sai hướng rồi cho nên mới học mãi mà không thấy hiệu quả? Thì video ngày hôm nay sẽ là một video dành cho bạn. Trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với bạn 5 thói quen mà mình luôn áp dụng hàng ngày để có thể khiến việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn và cũng trở nên dễ dàng hơn nữa. Và những cái thói quen này giúp cho mình học đều tất cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cũng như học thêm rất là nhiều từ vựng mới và cũng mở cho mình rất là nhiều cơ hội mới, như là đi du học Mỹ, mở rộng thêm các mối quan hệ và có cơ hội học tập, trải nghiệm và làm việc ở nhiều lĩnh vực hơn. Các bạn có thể áp dụng những cái thói quen này mọi lúc mọi nơi, đảm bảo 100% hiệu quả nếu mà bạn áp dụng chúng hàng ngày nha. Không dài dòng nữa, bắt đầu vào video thôi. Nếu muốn học tiếng Anh hiệu quả thì việc đầu tiên mình muốn bạn làm đó chính là xây dựng cho bản thân một thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Trước khi áp dụng bất kỳ các cách học tiếng Anh nào thì mình muốn bạn hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì thói quen học tiếng Anh. Khi làm bất cứ việc gì, kể cả việc lớn hay là việc nhỏ, thì việc bổ sung kiến thức mới, bổ sung kỹ năng mới cũng như ôn tập lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học là những việc vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, kiến thức là vô hạn, trong khi bộ não của chúng ta thì chỉ ghi nhớ được từng ấy kiến thức thôi. Những cái kiến thức quan trọng hay là những điều mà chúng ta áp dụng hàng ngày vào cuộc sống sẽ được bộ não ghi nhớ lâu hơn. Trong khi đó, những cái kiến thức nhỏ nhặt hay là những điều mà chúng ta ít để ý đến sẽ được bộ não sàng lọc và cho chúng vào vùng quên lãng. Đối với việc học tiếng Anh cũng vậy, hãy biến tiếng Anh trở thành một thói quen, một phần cuộc sống của bạn. Thì có như vậy bạn mới không dễ cảm thấy nản chí hay là mất động lực trong quá trình học tiếng Anh nữa. Và đối với bản thân mình thì tiếng Anh vốn luôn là một phần cuộc sống của mình, kể cả khi mình ở Việt Nam hay là đã đi du học đi nữa. Và du học thực sự mở mang cho mình rất là nhiều cơ hội để có thể tiếp xúc với ngôn ngữ cũng như giao lưu văn hóa nhiều hơn với người bản địa. Tuy nhiên, song song với giao tiếp thực tế thì mình vẫn luôn luôn tự trau dồi thêm những vốn từ vựng mới hay là rèn đều tất cả 4 kỹ năng tiếng Anh tại nhà. Và tới đây các bạn có thể sẽ thắc mắc, tại sao lại như vậy? Chẳng phải là giao tiếp càng nhiều thì tiếng Anh của bạn sẽ càng giỏi hơn sao? Thì mình muốn đính chính là đúng là giao tiếp càng nhiều thì tiếng Anh của bạn sẽ càng giỏi hơn. Nhưng nếu bạn không tự trang bị cho mình một cái vốn từ vựng ngày càng nhiều, ngày càng phong phú hơn, thì việc giao tiếp với người bản xứ cũng sẽ trở thành một cái trở ngại mà bạn phải vượt qua. Và có thể nó cũng sẽ là một cái trở ngại khiến cho bạn cảm thấy như là việc học tiếng Anh quá là khó khăn và lại mất động lực. Song song đó thì những cái từ vựng mà bạn học trên sách vở ấy, không phải lúc nào nó cũng sẽ được tự nhiên như là khi bạn giao tiếp với người bản xứ. Đặc biệt là khi bạn đang nói chuyện với một Gen Z thì họ sử dụng rất là nhiều những cái từ lóng gọi là slang. Bro, I don't know what happened this year, but this year is so freaking hot. I always sweat when I get out of my house. And I don't like this weather, cannot stand it anymore. No cap. I mean, I know it's hot, but if you don't have cap, I can let you borrow mine. I don't really mind about that. And look at my cap. It's pretty though. No cap. Thì những cái từ lóng này, thậm chí những người bản địa thuộc thế hệ trước như là bằng tuổi ông bà cha mẹ của chúng ta cũng cảm thấy như là rất là khó hiểu. Cho nên việc trau dồi những cái từ vựng mới, những cái từ vựng hiện đại hay là những cái tiếng lóng như vậy rất là quan trọng. Và đương nhiên bạn cũng có thể hỏi hay là nhờ những người bạn bản địa của bạn giải thích cho những cái tiếng lóng mà bạn không hiểu đó. Nhưng nếu mà họ nói quá nhiều thì sao? Chẳng lẽ bạn lúc nào cũng bắt họ giải thích từng câu từng chữ? Như vậy thì không còn tự nhiên nữa đúng không? Và khi bạn đã có một cái vốn từ đa dạng phong phú nhất định rồi thì bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn những cái ngữ cảnh mà một cái từ vựng tiếng Anh nào đó có thể được sử dụng. Bởi lẽ nếu mà bạn sử dụng những cái từ tiếng Anh trong một cái ngữ cảnh không nhất định thì nó sẽ làm một cái cuộc hội thoại trở nên thiếu ý nghĩa và thiếu tự nhiên hơn. Ngoài ra, khi bạn đã có một cái vốn từ phong phú, bạn cũng sẽ tránh được rất là nhiều cái trường hợp ngượng nghịu xấu hổ, như là bạn quên luôn cái từ tiếng Anh nên là bạn cứ nói luôn cả tiếng Việt với người bản xứ, hoặc là trong một cuộc hội thoại bạn quên cái từ đó và bạn cứ ậm ừ mãi với người ta thì khiến cái cuộc hội thoại đó cũng trở nên mất hứng thú và không còn tự nhiên nữa. Và đặc biệt đối với bản thân mình, 3 tháng hè này mình không có đăng ký bất kỳ các khóa học tiếng Anh nào hết, cho nên nếu mà 3 tháng hè này mình cứ nói tiếng Việt trong đa số thời gian ấy thì mình cảm thấy cái việc mà mình bắt đầu nói lại tiếng Anh sẽ trở nên sượng ngay lập tức. Cho nên cái việc biến tiếng Anh trở thành một cái thói quen, một phần cuộc sống của mình là một việc vô cùng cần thiết. Ok, biết là xây dựng và duy trì thói quen học tiếng Anh rất là quan trọng rồi, nhưng làm cách nào để mình có thể bắt đầu xây dựng cho bản thân một cái thói quen học tiếng Anh hiệu quả đây? Và mình nên bắt đầu từ đâu, cũng như làm thế nào để duy trì cái thói quen này hàng ngày? Thì sau đây sẽ là 5 cái thói quen mà mình luôn luôn làm để có thể biến tiếng Anh trở thành một cái thói quen và một phần cuộc sống của mình, để học tập được hiệu quả và dễ dàng hơn. Thói quen đầu tiên mình hay làm đó chính là xem và nghe video YouTube bằng tiếng Anh hoặc ít nhất có phụ đề bằng tiếng Anh.
Thì so với các phương pháp học truyền thống như là xem phim ảnh để học tiếng Anh thì mình thấy xem video YouTube lại đạt được hiệu quả cao hơn rất là nhiều. Bản thân mình là một cái đứa rất là hay mở YouTube trong lúc làm những cái việc lặt vặt khác như là rửa chén, lau nhà, quét nhà. Thì đây là cái cách mà mình tận dụng thời gian để có thể vừa luyện nghe tiếng Anh cũng như vừa giải quyết nhanh gọn lẹ những cái công việc lặt vặt mà mình cần làm. Bạn có thể bắt đầu cái thói quen này bằng cách hãy chọn những cái video YouTube tiếng Anh thuộc chủ đề bạn yêu thích như là làm đẹp, xem phim hay thể thao hay là học tập này nọ. Tùy bạn thôi, và hãy chọn những chủ đề mà bạn thật sự hứng thú, vì chỉ khi bạn hứng thú thì bạn mới có thể lắng nghe và chú tâm đến nội dung được, đúng không nào? Và cũng như nếu mà bạn hứng thú thì bạn mới có thể xem đi xem lại và duy trì nó như một cái thói quen hàng ngày. Và mỗi video YouTube thì có độ dài rất là vừa phải, khoảng chừng 10 tới 15 phút thôi, nên là giúp bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian so với khi bạn ngồi xem một bộ phim chừng 1 tới 2 tiếng đồng hồ. Và nếu bạn thích nghe podcast thì đó là một khởi đầu tốt dành cho bạn, bởi vì YouTube cũng có một cái tính năng gọi là podcast, nơi bạn có thể tìm những cái podcast thuộc chủ đề bạn yêu thích để có thể bấm vào và lắng nghe họ. Và lợi ích của việc nghe podcast đó chính là người ta sử dụng lời nói là cái phương tiện truyền tải chủ yếu, thay vì là sử dụng ánh mắt hay là cử chỉ của các nhân vật mà bạn thấy trên phim. Và như vậy thì cũng có thể giúp bạn luyện nghe được nhiều hơn và tốt hơn so với khi bạn xem phim, đúng không? Ngoài ra, các video YouTube thì được sử dụng bằng những ngôn ngữ rất là đời thường thôi, cho nên là cũng sẽ giúp cho bạn học được cách giao tiếp làm thế nào để có thể tự nhiên hơn như là người bản xứ, chứ không phải là quá là kiểu cách như là các nhân vật trên phim. Một số kênh YouTube mà mình thường hay nghe các bạn có thể tham khảo nếu các bạn muốn tìm một cái nguồn để có thể bắt đầu cái thói quen này, đó chính là mình thường hay nghe TED, một cái kênh YouTube thuộc lĩnh vực học thuật, hay là Rotten Mango thì là cái kênh YouTube thuộc chủ đề True Crime Podcast. Và một cái kênh YouTube khác là của chị Jen Im, thì chị này là một cái vlogger hay chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị hay là những cái bài học mà chị đã học được và mình cảm thấy rất là hay. Và đây là những cái kênh mà mọi người có thể tham khảo, nhưng chủ yếu vẫn là ở mọi người thôi. Hãy chọn một cái video thuộc chủ đề bạn thật sự hứng thú thì bạn mới có thể bắt đầu học tốt và duy trì chúng hàng ngày nha. Thói quen thứ hai mà mình hay làm đó chính là tự nói chuyện với chính mình bằng tiếng Anh. Thì mình nghĩ là chắc các bạn không còn gì quá xa lạ với cái cách học tiếng Anh này rồi, đúng không? Và dù có cơ hội để có thể giao tiếp tiếng Anh nhiều với người khác đi chăng nữa thì đây vẫn luôn là một cái thói quen mà mình luôn luôn làm hàng ngày để có thể duy trì thêm tiếng Anh tại nhà. Mình thường áp dụng cái thói quen này như là một cách để mình có thể rèn luyện thêm khả năng tiếng Anh của mình cũng như là chăm sóc tốt cho sức khỏe tinh thần nữa. Bản thân mình ấy bắt đầu cái thói quen này bằng cách mình hay nhìn vào bản thân của mình ở trước gương mỗi buổi sáng và nói với mình những câu truyền động lực như là Hello gorgeous, how are you today? You look so beautiful today and I believe you're gonna have a wonderful day as usual. Be brave and just go for it. Hoặc có những ngày thì tâm trạng của mình hơi sa sút một chút thì mình cũng sẽ nhìn vào bản thân của mình ở trong gương và nói những câu an ủi như là Hi, you look so tired today. I bet you already worked really hard. So just try hard another day and then you're gonna have the rest of your time relaxing and I believe you're gonna be okay. You're gonna be survived and you got this girl. You are stronger than you expected. Go for it. Thì mình thường hay nói những cái câu như vậy đó. Và sau khi nói những cái câu mà truyền động lực cho bản thân như vậy thì mình cũng thấy là bản thân mình trở nên thoải mái hơn và sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới tốt hơn. Và cái cách này không chỉ giúp cho bạn nói rành rọt những cái câu tiếng Anh thông dụng hay là những cái câu sẽ đem đến cho bạn những cái năng lượng tích cực á, thì bạn sẽ nói cái câu đó một cách lưu loát hơn. Và như vậy thì cũng sẽ giúp bạn góp phần truyền tải thông điệp một cách được mượt mà hơn, tự nhiên hơn, đúng không nào? Thói quen thứ ba mà mình thường hay làm đó chính là thường xuyên học từ vựng mới. Thì mình thường lượm lặt những cái từ mới trong quá trình mà mình học tập và làm việc ở Mỹ cũng như giao tiếp và nói chuyện với bạn bè bản xứ. Và cũng có những lúc rảnh rỗi thì mình xem video YouTube hay lướt mạng xã hội để lượm lặt những cái từ mới. Sau đó mình sẽ tổng hợp tất cả và cho vào flashcard để có thể áp dụng phương pháp spaced repetition, phương pháp học lặp lại ngắt quãng để có thể ghi nhớ từ vựng được tốt hơn. Nếu các bạn có hứng thú về học thuật hay học tập nói chung thì mình nghĩ các bạn cũng đã từng nghe qua phương pháp này rồi. Nhưng đối với những bạn chưa biết thì mình muốn giải thích một chút để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách mà cái phương pháp này được vận hành. Thì phương pháp spaced repetition được sáng tạo bởi một nhà tâm lý học người Đức, Armin Abinghaus, vào những năm 1880. Ông đã sáng tạo và giới thiệu rộng rãi với mọi người một cái đồ thị đường cong được gọi là đồ thị đường cong lãng quên, The Forgetting Curve. Thì cái đồ thị này tượng trưng cho trí nhớ của chúng ta khi chúng ta học một cái gì mới. Nếu chúng ta không ôn tập thường xuyên thì những cái kiến thức mà chúng ta đã học sẽ được lãng quên dần theo thời gian, như đồ thị đã thể hiện là đồ thị đi xuống. Nhưng nếu mà chúng ta ôn tập thường xuyên hơn thì đồ thị này cũng được tác động và thay đổi, kiến thức sẽ trở lại 100% và càng ngày thì chúng ta sẽ càng ghi nhớ được các từ vựng này lâu hơn. Vào thời điểm mới học thì chúng ta có thể sẽ dễ dàng quên những cái từ vựng mới học hơn, cho nên là chúng ta cần phải ôn tập lại thường xuyên hơn. Nhưng dần dần theo thời gian thì cái thời gian ôn tập của bạn cũng sẽ được giảm bớt, tại vì những cái kiến thức này đã được khắc sâu vào trí nhớ của bạn rồi. Và cái cách học này có thể áp dụng cho mọi cách học về lý thuyết và cũng đã được vận dụng rất là nhiều trong thực tế ở các lĩnh vực khác nhau. Nhưng đôi khi mà học bằng cái cách này thì bản thân mình lại thấy là hơi cồng kềnh, vì bản thân mình phải nhớ là lúc nào thì mình nên tính thời gian để ôn tập nè, và lúc nào cũng phải nhớ đem theo flashcard để có gì mà mình ngồi xuống mình rảnh một chút thì mình có thể lấy ra ôn lại.
Cho nên để mọi thứ dễ dàng hơn thì mình đã nghĩ kết hợp cái phương pháp này cùng với một cái ứng dụng công nghệ để có thể học hành được hiệu quả hơn. Và Mochi Mochi chính là trợ thủ đắc lực của mình trong việc xây dựng và duy trì thói quen học từ vựng mới mỗi ngày. Nhân đây mình cũng muốn cảm ơn Mochi Mochi đã cho mình cơ hội để có thể giới thiệu app đến với nhiều người biết hơn, đặc biệt là những bạn đang gặp khó khăn trong quá trình học từ vựng tiếng Anh. Mochi Mochi là ứng dụng học tập tiếng Anh có thể giúp cho bạn ghi nhớ 1.000 từ vựng trong vòng 1 tháng nhờ sự kết hợp giữa phương pháp Spaced Repetition và thuật toán phân tích lịch sử học tập của bạn trên app. Sau khi tính toán, tính năng thời điểm vàng của Mochi Mochi sẽ cho bạn biết thời điểm thích hợp bạn nên trở lại và ôn tập những cái từ vựng mới học kia thông qua đồng hồ đếm ngược thời gian. Đến lúc đó, Mochi Mochi cũng sẽ gửi cho bạn những cái thông báo rất là đáng yêu như này để có thể nhắc nhở cho bạn là đến giờ học tập rồi, bạn cùng mở app lên và học tập cùng Mochi Mochi thôi. Một cái tính năng mà mình đặc biệt thích ở Mochi Mochi nữa đó chính là từ vựng trên app ấy sẽ được phân chia và thể hiện rõ ràng ở 5 cấp độ từ chưa nhớ đến rất nhớ. Những từ vựng ở cấp độ thấp hơn thì sẽ được ôn tập lại nhiều hơn cho đến khi nào mà bạn nhảy qua cái cấp độ tiếp theo. Ngoài ra thì Mochi Mochi cũng sẽ thể hiện rõ ràng cái số từ mà bạn chưa nhớ và cái số từ mà bạn đã nhớ rồi để bạn có thể biết và ôn tập ngay vào thời điểm vàng. Trên Mochi Mochi đã có sẵn 20 khóa học với hơn 8.000 từ vựng phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, từ các bé lớp 6 đến lớp 12, người đi làm, các bạn đang học IELTS hay là TOEIC nữa đó. Ngoài ra thì mình còn rất là thích cái cách mà Mochi Mochi đã bố trí từ vựng được phân chia theo từng chủ đề khác nhau, vì đó chính là cái cách mà mình luôn luôn học trước khi biết đến Mochi Mochi. Và càng học trên app bằng cái cách như vậy thì mình càng cảm thấy như bản thân mình học được hiệu quả hơn rất là nhiều ấy. Ngoài ra, từ vựng của Mochi Mochi được thiết kế dưới dạng flashcard với hình ảnh minh họa sinh động, phiên âm, phát âm rõ ràng và có cả những câu ví dụ bằng tiếng Anh lẫn nghĩa tiếng Việt nữa. Ngoài ra, khi mà mình lượm lặt được những cái từ mới ở bên ngoài thì mình cũng có thể dùng app Mochi Mochi để tra từ và sau đó lưu lại để học theo cái thời điểm vàng mà app đã tính toán cho mình. Để có thể tải app Mochi Mochi, bạn chỉ cần làm những bước rất là đơn giản như sau: vào App Store hoặc là CH Play, gõ tìm kiếm Mochi Mochi học tiếng Anh và sau đó chỉ là chọn tải về thôi. Hoặc nếu bạn thích học trên máy tính hơn thì bạn cũng có thể học qua web learn.mochidemy.com nha. Mặc dù đã có app hỗ trợ và có thông báo nhắc nhở bạn học tập rồi, nhưng cũng không thể tránh khỏi những lúc bạn cảm thấy như bản thân quá nản và không còn cảm hứng học tập nữa, đúng không? Thì không sao, bạn có thể tìm người học chung và tìm nguồn cảm hứng thông qua group học viên của Mochi Mochi trên Facebook. Thì trong này mọi người thường xuyên chia sẻ về việc học tiếng Anh nè, còn hay có các sự kiện để có thể giúp mọi người xây dựng thói quen học từ vựng mỗi ngày nữa. Và có phương pháp hiệu quả cũng như có người học cùng thì sẽ không còn dễ nản chí trong quá trình học tập nữa, đúng không nè? Thói quen thứ tư mà mình thường hay làm đó chính là viết reflection hoặc là journal hay là nhật ký đó. Thì nếu mà mọi người theo dõi Instagram của mình thì mọi người cũng biết mình rất là hay post những cái monthly reflection vào mỗi cuối tháng. Thì mới đầu mình làm cái này kiểu như là một dạng kỷ niệm của năm 2023 với một con người hoàn toàn khác thôi. Nhưng dần dần theo thời gian thì mình cảm thấy như là việc viết reflection như vậy dạy cho mình rất là nhiều những cái điều hay, những cái điều tốt, và cũng cho mình một cái cơ hội để có thể nhìn lại một tháng vừa qua. Và mình rất là hay viết cái reflection bằng tiếng Việt, nhưng rất là nhiều lúc mình cũng sử dụng tiếng Anh, và đó cũng là một cái cách giúp cho mình có thể rèn luyện cái khả năng viết tiếng Anh của mình được tốt hơn. Một đoạn reflection của mình thường không quá dài đâu, chủ yếu là những cái suy nghĩ vu vơ, những cái kiểu như cảm nhận của mình, những cái bài học mình học được trong một tháng vừa qua thôi, nên là nó không quá là cầu kỳ hay là sử dụng những cái từ vựng cao siêu gì cả. Và nếu mà các bạn muốn bắt đầu cái thói quen như này á, các bạn không cần phải bắt chước mình là sẽ post một cái bài post nữa lên mạng xã hội để cho mọi người cùng xem. Các bạn có thể tìm một cuốn sổ nhỏ và ghi ra một cái mục gọi là mục reflection của những cái tháng mà các bạn vừa trải qua đó. Thì các bạn cứ giữ cuốn sổ đó cho riêng mình và cứ tiếp tục ghi chú mỗi ngày thôi. Và mình muốn nhắc cho các bạn biết một điều là cái thói quen này có một cái nhược điểm, đó chính là nếu mà bạn không đọc lại những cái gì mà bạn viết ấy, thì bạn sẽ không phát hiện ra được là bạn sẽ lập những cái lỗi sai nào trong quá trình bạn viết tiếng Anh đâu. Cho nên nó là một cái nhược điểm, nhưng mình vẫn luôn duy trì cái thói quen này tại vì mình cảm thấy nó không chỉ giúp cho mình rèn luyện được cái dòng suy nghĩ bằng tiếng Anh của mình được tốt hơn và càng ngày càng trôi chảy hơn ấy, và cũng giúp cho mình rất là nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình nữa và học thêm về lòng biết ơn. Cho nên đó là cái lý do tại sao mình vẫn luôn duy trì cái thói quen này, và thật sự là nó cũng giúp cho mình cải thiện khả năng viết rất rất là nhiều đó. Và thói quen cuối cùng mà mình hay làm đó chính là đọc bất cứ thứ gì bằng tiếng Anh. Thì đối với bản thân mình thì mình rất là hay đọc tài liệu trên trường, nên là đó là cách mà mình rèn luyện khả năng đọc hiểu. Tuy nhiên mình không yêu cầu các bạn phải lên mạng tìm tài liệu và đọc tiếng Anh mỗi ngày đâu, nên là mọi người đừng có lo nha. Nhưng mà nếu mà các bạn có thói quen đọc sách ấy, thì mình nghĩ đó là một cái khởi điểm rất là tốt cho bạn, vì bạn có thể thay đổi một cuốn sách tiếng Việt và đọc một cái cuốn sách mà có bản dịch tiếng Anh hoặc là hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn. Thì nó sẽ giúp cho bạn rèn được cái khả năng đọc của mình tốt hơn nè, và cũng tiếp thu thêm được những kiến thức mới thông qua việc đọc sách mỗi ngày nữa.
Nhưng từ kinh nghiệm của cá nhân mình, để duy trì được việc đọc thì việc đầu tiên bạn cần làm đó chính là hãy tìm và đọc những gì khiến bạn cảm thấy hứng thú. Và đối với mình thì đọc bất cứ thứ gì cũng gọi là đọc thôi. Lên mạng đọc những cái post trên Facebook, Instagram, Twitter đồ các kiểu cũng gọi là đọc vậy. Và thông qua đó các bạn cũng có thể xem những cái comment mà người ta comment với mấy cái post á, thì các bạn sẽ biết được những cái cách mà người ta suy nghĩ, cái cách người ta vận dụng một cái câu tiếng Anh hoàn chỉnh để thể hiện được cái ý mà người ta muốn nói với mọi người qua cái comment đó như thế nào. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái cách hay để mọi người có thể học tiếng Anh và rèn luyện khả năng đọc hiểu của mọi người nữa. Thứ hai, mình nghĩ là mọi người đừng nên phá mood đọc nha mọi người. Khi mà mình đọc một cái gì đó, mình thường chủ yếu chỉ mở một tab thôi, chứ không sử dụng quá là nhiều tab để có thể vừa đọc vừa tra từ. Bởi vì mỗi lần mà mình nhảy qua nhảy lại mấy cái tab ấy, thì nó sẽ làm cho mình bị mất sự chú ý đối với cái văn bản mà mình đang đọc, và cảm thấy như là tự nhiên đang mất cái nguồn cảm hứng ngang ấy và không muốn đọc nữa. Cho nên là mình thường đọc lướt một lần luôn, và có những từ mà mình chưa biết thì mình sẽ ráng đoán xem cái nghĩa của cái từ đó là như thế nào. Nhưng thực sự có rất là nhiều lúc mình không thể nào đoán được cái nghĩa của cái từ đó là gì. Thì ngay lúc này chẳng lẽ mình lại mở một cái tab khác và bắt đầu tra từ sao, và để cho bản thân mình bị phân tâm luôn? Thì không, lúc này mình sẽ sử dụng Moji Dictionary để có thể tra từ tại chỗ và không cần mở thêm một cái tab nào khác nữa. Moji Dictionary có thể giúp mình tra cứu hơn 60.000 từ vựng mở rộng và có thể lưu vào app Moji Moji để có thể học và ôn tập theo thời điểm vàng. Và khi sử dụng Moji Dictionary thì bạn có thể tra cứu mọi lúc mọi nơi, kể cả khi bạn đang xem video YouTube nữa đó. This is the cycle of procrastination. Procrastination. Và đây là một cái tiện ích của Chrome, nên là để có thể thêm tiện ích thì bạn chỉ cần vào cửa hàng Chrome thêm tiện ích là được rồi. Và đó là 5 thói quen mà mình đã luôn làm hàng ngày để có thể biến việc học tiếng Anh trở thành một cái thói quen, một phần cuộc sống của mình, để khiến cho việc học trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Và mình hy vọng là cái video này cũng giúp ích cho mọi người, và cho mọi người một cái phần nào đó để mọi người có thể tham khảo và tìm cách để xây dựng một thói quen học tiếng Anh hiệu quả hơn. Và nếu bạn cảm thấy video này có ích và muốn mình làm nhiều hơn về chủ đề này thì bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video, và bye bye, hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất nha.